nhất để làm chuyện ấy. Thời gian bạn lãng phí trùm chăn ngủ nướng thì lại là lúc cơ thể bạn dễ thăng hoa nhất khi yêu. Trong ngày có những thời điểm cực kỳ thích hợp cho chuyện ấy hơn những lúc khác. Và hóa ra thời điểm đó không phải là đêm tối mịt mờ như ta vẫn thường nghĩ, mà lại là lúc mặt trời đang sắp ló dạng, 5 giờ 48 phút sáng. Thường thì giờ này ta chỉ nghĩ dành cho chạy bộ thể dục thôi, hoặc lười thì đắp chăn tận hưởng nốt 1 đến 2 tiếng ngủ ngon trước khi phải ra khỏi giường đi làm. Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Ý, mức testosterone ở cả đàn ông và phụ nữ đạt đỉnh vào giờ này trong ngày và sẽ cực kỳ tuyệt vời khi quan hệ tình dục vào thời điểm này. Ngoài ra, do sau khi đã được nghỉ ngơi nhờ giấc ngủ đêm trước, mức năng lượng của cơ thể cũng đạt mức cao nhất, tinh thần cũng không bị áp chế nhiều bởi những yêu cầu của cuộc sống hàng ngày. Vậy nên 5 giờ 48 phút chính là thời điểm hoàn hảo cho chuyện ấy. Cũng có cùng kết luận như vậy, một nghiên cứu gần đây được đăng trên tạp chí British Medical cũng phát hiện ra rằng ánh sáng mặt trời kích thích hormone testosterone tăng đột biến bằng việc tác động vào vùng dưới đồi não, khu vực kiểm soát hormone của cơ thể. Đây chính là lý do nhiều khi người đàn ông thậm chí khi chưa cả mở mắt thức dậy thì cậu nhỏ của họ đã chào cờ rồi. Vào thời gian này trong ngày, lượng testosterone của đàn ông tăng từ 25 đến 50% so với những lúc khác. Hãy thử bắt đầu một ngày mới bằng cảm xúc thăng hoa nhất mà bạn từng trải qua trong đời để có thêm tinh thần và năng lượng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Hãy like, share và subscribe kênh của chúng tôi, góp phần thực sự đem lại giá trị cho bạn.